trình nghệ thuật. Ở khu vực này thì mình thấy là rất là đẹp, đẹp nhất cái đoạn đường trải dài của bờ biển này. Có rất là nhiều tiểu cảnh để các bạn trẻ có thể chụp hình check-in. Có cả một cái căn phòng luôn. Và đêm rất là đẹp nha. Đây ở phía dưới là có cả đồng hồ điện tử. Ở phía dưới mặt của khối lập phương mà hoàng. Mỗi một người là bao nhiêu? Một người 150, đi được 20 phút dạo quanh vịnh. Vâng. Dạ dạ, nếu mà hai người thì bao nhiêu? Bước chân miền Tây, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Trong clip lần này thì Bước chân miền Tây sẽ gửi đến cô chú một thước phim mới lạ. Cho phía trước của cô chú cũng thấy rồi, đây là đoạn đường mà Bước chân miền Tây sẽ sắp đi đến, đó là thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Một thành phố được đặt theo tên của vịnh Hạ Long, là một di sản thiên nhiên nổi tiếng của đất nước Việt Nam. Tên Hạ Long có nghĩa là con rồng bay xuống. Thì thành phố Hạ Long nằm ở trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội là 165 km về phía đông và cách trung tâm thành phố Hải Phòng là 70 km về phía đông bắc, và cách thành phố biên giới Móng Cái là 184 km về phía tây nam. Thì trong clip lần này Bước chân miền Tây sẽ không có quay chợ, mà sẽ gửi đến cho cô chú một hình ảnh toàn cảnh rất là tuyệt vời, rất là đẹp ở thành phố Hạ Long cho cô chú xem. Rồi mời cô chú cùng với Bước chân miền Tây, chúng ta sẽ dạo quanh một vòng thành phố Hạ Long từ dưới lên trên cũng như từ trên xuống dưới nha. Cô chú nào chưa đăng ký kênh thì có thể like, đăng ký kênh để lại một bình luận chia sẻ để ủng hộ cho Bước chân miền Tây. Trước mặt của Bước chân miền Tây, đây là một cái dòng xây rất là lớn. Phải nói là một cái ngã tư, ngã năm, ngã sáu luôn, rất là nhiều ngõ nhà, ngõ ở đây. Quá đẹp luôn rồi. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây đó chính là một cái dãy tường in hoàn toàn tất cả những cái điểm du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới ở trên đây. Bây giờ Bước chân miền Tây sẽ đi gần gần như đó để view cho bà con xem được cái nét đẹp ở đây nha. Ở bên kia có cầu thang để đi lên trên đồi. Đây, một cái bức tường rất là đẹp luôn. Được kết lại từ những viên gạch hình vuông và được các nghệ nhân họ vẽ lên đây. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới chúng ta. Giờ Bước chân miền Tây sẽ view một vòng cái vách tường này. Đây chúng ta đến với cảnh này chắc có lẽ là giống như ở kiểu ở Hy Lạp. Snappy có kênh tên thông tin trên đó mà Bước chân miền Tây cũng không có rõ lắm. Đây này, cái biểu tượng này rất là quen thuộc rồi nè. Hình ảnh này xuất hiện nhiều nè. Wow. Quá đẹp. Phải nói là một công trình nghệ thuật rất là ấn tượng của thành phố Hạ Long. Ở trên kia là ở trên đồi nha. Chắc có lẽ là khu nghỉ dưỡng hay là một cái homestay ở trên đấy. Đây là biểu tượng của một con rồng. Wow. Buổi chiều mà du khách có thể đến đây chụp ảnh.
chắc chắn sẽ tạo ra một bức ảnh rất là đẹp. Ở khu vực này thì bước chân mình nhận thấy đây là cảnh đẹp của Việt Nam chúng ta đó. Các bạn nào biết rõ địa danh ở đâu thì sẽ để lại bình luận phía dưới cho bước chân người ta biết nha. Chắc chắn những cái quả tiết này là của đất nước Việt Nam chúng ta. Rồi, đây chúng ta đã đến với tượng nữ thần tự do. Wow, men theo con đường rất là đẹp luôn. Đây là đường là lên trên đồi. Có một cô đang làm cỏ, không biết cô hay chị nữa. Để bước chân mình tay tiếp cận. Cô ơi, cái này, cái đồi này gọi là đồi gì hả cô? Dạ. Cái, dạ dạ. Khu hậu cần. Khu gì cô? Đường hậu cần. Đường hậu cần, dạ. Ở trên đó là người ta xây dựng cái gì trên đó hả cô? Dạ, bán biệt thự ha. Chung cư biệt thự trên đó ha. Ừ, đây. Dạ dạ. Có hôm tây nghỉ dưỡng gì trên đó không cô? À có. Có luôn ha. Có nhiều nghỉ dưỡng luôn cho. Dạ. Ừ. Còn những cái hình ảnh vẽ ở đây là gốm cổ. Gốm được vẽ trên gốm ha cô. Gốm cổ. Gốm cổ. Ừ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Ừ. Dạ dạ, chào cô. Ừ. Còn đây là ngọn tháp rất là nổi tiếng của nước Pháp, thủ đô Paris. Còn đây cái biểu tượng cây cầu này là của tỉnh Quảng Ninh nè. Rồi bây giờ bước chân miền Tây mời cô chú tiếp tục đồng hành cùng với bước chân miền Tây, chúng ta sẽ dạo tiếp thành phố Hạ Long. Rồi, chia tay với một tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp, bây giờ bước chân miền Tây sẽ đưa cô chú đến ngay với bãi tắm Sunwood, một bãi tắm rất là nổi tiếng của thành phố Hạ Long. Sẵn ngang khu vực này thì bước chân mình sẽ review mấy cái tòa chung cư mới xây đây rất là đẹp nè, xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, màu nói chung thì đủ đầy đủ màu, nhiều màu sắc nhưng mà có vẻ hơi nhu, không có sặc sỡ lắm, tạo ra một cái khu rất là ấn tượng, rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ mình sẽ chạy sang đó nha. Rất là đẹp đúng không? Màu sắc tuy nhiều màu nhưng màu sắc rất là hài hòa, dịu mắt, rất là dễ chịu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với biển nha. Và đây là khu vực bãi tắm Sunwood, bãi cháy thành phố Hạ Long. Ở bên trong miền Tây sẽ review một số hình ảnh đẹp ở đây cho cô chú xem. Bãi này hình như mới được xây dựng phải không hai em gái? À, hai em là người Hạ Long hả? Hai em là người ở bên Hải Phòng. Hải Phòng hả? Vâng. Rồi, anh cảm ơn hai em nha. Bãi này là mới được đổ cát, cũng đang trong giai đoạn là xây dựng và hoàn thành. Cái bãi này làm lâu chưa cô? Cái bãi này nè mình mới phát triển lên lâu chưa, bao lâu rồi? Được nửa năm rồi. Được nửa năm hả cô? Dạ. Năm rồi. Mấy năm rồi hả? Dạ dạ. Tại thấy còn đang trong quá trình xây dựng đúng không? Dạ dạ. Dạ. Ở đây thường thường là mấy giờ người ta tắm mới đông rồi cô? À, vậy là giờ này là chuẩn bị đông rồi ha. Dạ, rồi cảm ơn cô nha. Đây bây giờ mình đây sẽ review một số hình ảnh biển ở đây. Giờ này thì cũng tầm gần 3 giờ thì cũng chuẩn bị đông rồi đó, nhưng mà cũng chưa có đông lắm. Bây giờ mình sẽ view một số cảnh đẹp ở đây trong cái clip toàn cảnh đẹp về thành phố Hạ Long.
cho tất cả du khách gần xa trên đất nước chúng ta xem để chúng ta biết. Ở khu vực này thì mình thấy là rất là đẹp, đẹp nhất cái đoạn đường trải dài của bờ biển nè. Có rất là nhiều tiểu cảnh để các bạn trẻ có thể chụp hình check in. Ồ, cả một cái căn phòng luôn. Ồ, đây nhạc quá nhạc rồi. Một bãi cát trải dài rất là lớn nha, cát trắng nha. Dịch vụ tắm chén, gửi đồ, đồ bơi, W có đầy đủ ở đây luôn. Có luôn biển, một bên cấm tắm và một bên khu vực này là bên đây tắm nha. Còn bên kia là cấm. Này là mình dọn rác hả? Ừ, cái gì á? Máy quay. Ở đây có nhân viên dọn rác liên tục cho biển sạch. Phía kia nãy mình thấy có mấy chú đó thay đồ kiểu như tắm tiên trên bờ luôn á, không có mặc đồ luôn á. Nên nó biết rằng người ta cũng quay chỗ đó được. Nhưng mà anh đang thay đồ. Cái chuồng luôn. Theo tiếng miền Tây của mình đó. Bên kia mình thấy có một tốp khách du lịch tắm biển nè. Mình loại nó đó nha. Quy định ở đây là không được bán hàng rong. Không được bỏ vứt rác bừa bãi, phải bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu mà vi phạm sẽ bị phạt từ 300.000 đến 1 triệu đồng. Bức tranh miền Tây đang nghe trên cái loa người ta phát ra, ta thông báo cho du khách nghe. Ở đó có một tốp du lịch người ta tắm nè, tốp du khách nè. Đây có một cái dãy ghế bố nằm cho du khách nghỉ ngơi, giữ đồ cho người xuống, người gia đình xuống tắm. Đây, ở khu vực này thì thấy đông rồi, còn nguyên cái bờ biển trải dài thì vẫn chưa có du khách nhiều. Dừa ở đây mình thấy cũng mới trồng nữa nè, mấy dừa này là mới trồng xuống nè. Trên kia người ta có dịch vụ đồ bơi, người ta mới mở cửa, có nghĩa là một xíu xíu nữa mới du khách mới đông. Giờ này chưa có đông lắm. Phía xa xa đó là người ta có cả dù lượn luôn. Còn đây có một tốp du khách tắm biển. Và bây giờ bước trong miền Tây sẽ quay lại cảnh thành phố nha. Chia tay với bãi biển. Bây giờ thì bước chân miền Tây mời cô chú tiếp tục đồng hành cùng với bước chân miền Tây tham quan những cái hình ảnh rất là tuyệt vời của thành phố Hạ Long. Wow, phía trước đó có một cái tảng đá lớn rất là đẹp. Biệt thự ha, mấy tòa này là biệt thự không nè. Nhà biệt thự này hả? Nhà có biệt thự này thôi. Men theo đoạn đường này thì chúng ta sẽ đến với chợ đêm Hạ Long. Nhưng mà giờ này chỉ mới 2 giờ trưa thôi, chắc lẽ là không có khách ra đây đâu. Đêm thì có lẽ bên trong miền Tây sẽ review vào buổi tối. Buổi tối sẽ có du khách và lên đèn hình ảnh thành phố Hạ Long về đêm rất là đẹp. Mà khá khá thì có thể đến đây mua một căn để nghỉ dưỡng. Căn này chắc có lẽ là bây giờ tay làm tới cả cuộc đời của mình không đủ tiền mua được cái móng. Villa. Đất
đất ở đây phải nói là mắc hơn kim cương đó, chứ không phải là gọi là mắc hơn vàng nữa, mắc hơn kim cương. Men theo đường này thì chúng ta đến, sau khi chúng ta qua khỏi khu vực chợ đêm thì chúng ta sẽ đến một cái cây cầu, phải nói là một cái tuyệt tác ấn tượng nhất của thành phố Hạ Long, đó là cầu Bãi Cháy. Do những kỹ sư người Nhật, Nhật Bản xây dựng. Đây là khu vực chợ đêm nè. Giờ bước chân mình đây sẽ chạy lòng vào khu vực chợ đêm, chúng ta tham quan luôn. Những hình ảnh ban ngày sẽ hoàn toàn khác với ban đêm nha. Giờ này thì 2 giờ trưa chắc có lẽ là không có du khách đâu. Có nhưng mà cũng ít, người ta đến ăn uống giải khát thôi, chứ không có nhộn nhịp như về đêm. Về đêm thì nếu như đặc biệt vào tối thứ bảy hoặc là tối chủ nhật, những ngày lễ, những mùa du lịch thì sẽ đông khách hơn. Đây là khu vực chợ đêm vào ban ngày. Hàng quán ăn uống phục vụ các món ăn hải sản, những món ăn đặc sản của thành phố Hạ Long, đặc biệt là hải sản ở đây. Bây giờ mình đây cũng đến đây cũng được một ngày rồi, mình thấy giá cả ở đây cũng rất là hợp lý, bình dân, cũng tùy khu. Nếu như chúng ta ăn theo kiểu dân dã, bình dân ở vỉa hè thì giá cũng rất là tạm ok được, 50.000, 60.000. Thì chúng ta khách, nếu như khách sang hơn thì chúng ta phải ăn nhà hàng, đặt món thì sẽ cao hơn, tùy thôi. Nếu như chúng ta đến những cái dịch vụ cao hơn thì giá thành sẽ cao hơn. Bạn nào mà muốn đi du lịch bụi, kiểu như bụi á, tiết kiệm, ngon, bổ rẻ thì cứ đến những cái vỉa hè, róc phố. Nói chung thì giá cả cũng rất là bình dân. Người dân ở đây thì lại là thân thiện, không có những hiện tượng như là chèo kéo hay là chặt chém giá thành của du khách đâu. Là mình chạy vào bên trong cái phần đường của chợ đêm nha, còn đường quốc lộ là ở ngoài kia. Men hết tuyến đường này thì chúng ta đến một cái quảng trường có cái màn hình rất là to luôn. Mấy đêm trước tôi bước chân mình đây có xem bóng đá tại đây. Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng Malaysia với tỷ số sát sao đó là 1-0 ở đây nè. Cái không khí phải nói là hoàn toàn mới mẻ khi mà mình xem bóng đá ở miền Bắc. Nào giờ cũng đây là lần đầu tiên bước chân mình đây ra đến Vịnh Hạ Long đây. Biểu tượng cái SEA Games 31. Còn đây là màn hình lớn nè. Bên cạnh cầu Bãi Cháy thì có cả cáp treo để bắc sang từ cái đồi này sang cái đồi kia, phía dưới là biển. Một cây cầu rất là cao và rất là đẹp luôn. Từ trên cầu chúng ta có thể phóng tầm mắt đi hai hướng biển rất là đẹp. Những cái tàu cá ở phía đó vẫn là chợ đêm á. Giờ mình chạy vào đó luôn. Đây là ở đây thì phục vụ hải sản nhiều. Rồi. Phía bên kia đường thì là những nhà nghỉ nha. Mình thấy nhà nghỉ đây giá thành cũng tương đối bình dân, dao động từ 250, 300 trở lên, nhưng thấp nhất khoảng 250. Còn những ngày lễ hay là ví dụ như lễ 30 tháng 4 thì giá sẽ cao hơn. Còn ngày thường thì 250 thì mình thấy là rất là, nói chung là rất là rẻ rồi. Còn 2 sao, 3 sao, 4 sao thì đó chắc chắn sẽ cao hơn thôi. Đây là cáp treo. Nếu như bước ra mình đây chỉ quay chợ ở đây thôi thì bản thân của mình thấy rất là tiếc luôn. Phải nói là một cái cảnh rất là đẹp và tuyệt vời của thành phố Hạ Long mà nếu mà mình không chia sẻ thì thấy rất là tiếc luôn. Cũng mong là cô chú sẽ ủng hộ cái clip này của bước ra mình đây nha. Tuy không có đúng chủ đề của mình nhưng mình phải ghi lại mới được. Phải nói là một nơi rất là tuyệt vời. Wow.
phù hợp cho cô chú đi nghỉ dưỡng, du lịch cùng gia đình với người thân của mình. Và đặc biệt là nổi tiếng ở đây là chúng ta sẽ du lịch vịnh, chúng ta sẽ thuê tàu đi ra ngoài vịnh Hạ Long, ở đó phải nói là càng tuyệt vời hơn nữa. Ra đó có phục vụ ăn uống rồi có thể nghỉ qua đêm, vui chơi ở vịnh, những cái vịnh chúng ta sẽ ngắm những cái hòn. Kỳ quan nữa là nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam chúng ta. À, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy được cây cầu Bãi Cháy. Quả cầu hoành tráng lợi luôn. À, bên kia đó chúng ta thấy rõ ràng cây cầu bắc lên một cái đồi. Đấy, trên đó là một cái đồi, bắc lên một cái đồi. Ở phía dưới là đường ven biển. Đường lên cầu cũng khá là ấn tượng nha. Giờ với dòng đây sẽ đi lên cầu cho cô chú xem, chạy vòng mới lên được cái cầu, chứ không phải là lên trực tiếp liền ngay cái cầu. Sau khi qua cây cầu Bãi Cháy thì bước chân mình đây sẽ vào thẳng thành phố, và một số khu ven biển của bà con ngư dân, bà con đánh bắt cá hải sản ở ven bờ kè, và chúng ta sẽ cùng ngắm những thước phim qua góc ảnh của Leicam, cũng như là toàn cảnh của khu vực vịnh Hạ Long. Cây cầu khá cao. Lên dốc nè, đang lên dốc đồi nha. Phía trái là chúng ta sẽ đi Cái Lăng, còn phía bên phải chúng ta sẽ đi cầu Bãi Cháy. Đường này sẽ rất là trơn trượt và nguy hiểm vào lúc trời mưa, có cả biển báo cảnh báo chúng ta đường trơn. Bà con thấy không, đi long vòng mà vẫn chưa đến được cái phần chân cầu. Tiếp tục qua khu cái dòng xây này nữa thì mình mới đến cây cầu, mới lên được trên cầu. Xuống dốc lên dốc cao, lại xuống dốc, và chúng ta sẽ lên được cây cầu thôi. Mấy ông giật nào không biết cái đảo tại vì cây cầu rất là dài, hạn chế được tai nạn thì chúng ta nên chịu khó đi vòng vòng như thế này. Hôm nay là anh gốc nhà quê, anh sẽ làm tài xế cho bước chân miền Tây ngồi quay phía sau. À, đoạn đường lên cầu đây. Rồi bây giờ cô chú chuẩn bị xem những hình ảnh tuyệt vời của thành phố Hạ Long. Nhớ đừng tắt máy nha. Coi đến cuối clip nha, sẽ còn rất là nhiều cảnh đẹp. Cùng với bức tranh miền Tây khám phá thành phố Hạ Long. Và đó là thành phố tuyệt vời bậc nhất của đất nước Việt Nam chúng ta. Đây gió sẽ hơi to một chút xíu nha cô chú, tại một cái độ cao cũng rất là cao. Đến đây thì bước chân miền Tây sẽ cầm máy rất là chặt chặt mới đúng mới được.
gió lớn lắm. Ai có bệnh sợ độ cao thì nhìn xuống đây nè. Đó. Còn ai không có bệnh sợ độ cao thì sẽ rất là tuyệt vời. Lên trên này ngắm cảnh nha. Trên hình ảnh live cam của cô chú đang xem, đó là một góc của cầu Bãi Cháy nằm trên quốc lộ 18, nối hai phần của thành phố Hạ Long là Hòn Gai và Bãi Cháy qua vịnh Cửa Lục, nơi đổ ra vịnh Hạ Long thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Cây cầu này rất là đặc biệt nha cô chú, sau 20 năm lên kế hoạch cầu mới được hoàn thành. Cầu được xác định là công trình trọng điểm quốc gia, có vị trí chiến lược về giao thông và kinh tế. Và cầu được thông xe vào ngày 2 tháng 12 năm 2006 cho đến hôm nay. Cầu Bãi Cháy được đưa vào sử dụng để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân trong tỉnh Quảng Ninh, khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời cũng chấm dứt sự hoạt động hàng chục năm của bến phà Bãi Cháy. Như vậy là ở đây ngày xưa có một cái bến phà. Phải nói là chúng ta nhìn ở trên xuống, phải nói là rất là đẹp, rất là tuyệt vời, một cái khung cảnh đẹp hơn rất là nhiều nếu cô chú có dịp được nhìn tận mắt của mình. Ở miền Tây thì chúng ta có những cái cầu như là cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Dầm Cống. Khi ra đến đây thì bước chân tại rất là ấn tượng cái cầu Bãi Cháy này. Xa xa đó chính là khu vực Bình Hạ Long. Giờ thì thả dốc xuống. Chào mừng cô chú đã đến với thị trấn Hòn Gai. Chỉ còn cách 3 cây số nữa thôi chúng ta sẽ đến với thị trấn Hòn Gai của thành phố Hạ Long. Đi thẳng luôn không? Không phải, xuống đây đường rồi. À, vậy là anh gốc anh sẽ quẹo ra khu vực bờ kè. Chúng ta sẽ ngắm cảnh biển. Đây có lẽ là cũng là một cái clip đầu tiên mà Bước Chân Miền Tây review một cái thành phố. Lý do là quá tuyệt vời, quá đẹp rồi. Wow, chúng ta chạy trên đoạn đường này chúng ta có thể ngắm được cây cầu nữa nè. Đường rộng và ở đây có một số quán cà phê, quán coffee, có lầu nha, chúng ta lên uống cà phê và chúng ta có thể chụp ảnh sang biển,
có cái nền đó là Vịnh Hạ Long, rất là đẹp. Đây hai quán cà phê này, bữa chân mình đây có ghé vào đây uống rồi vậy. Cà phê dao động từ 30.000 đến 40.000 một ly á. Những cái bờ kè của núi vách núi á, người ta gọi mình gọi là cái tường thành của vách núi để tránh sạt lở trên đồi, xây rất là kiên cố. Chia tay ngọn đồi này thì chúng ta sẽ đến với trung tâm thành phố nha, ở trung tâm thị trấn Hòn Gai. Ở phía trong miền Tây xin lỗi cô chú nha, nãy mình thấy trên biển báo để chữ TT là mình nghĩ là thị trấn Hòn Gai, ở đây là phường Hòn Gai, phường nha, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long. Bên kia là phường Bãi Cháy, bên kia cầu á. TT chắc nghĩa là trung tâm Hòn Gai. Bệnh viện đa khoa quốc tế Hạ Long Vinmec. Đây là khu vực trung tâm của thành phố Hạ Long, phải nói là một nơi mà giá đất, giá bất động sản được đưa vào loại là VIP đắc địa nhất khu vực này. Bên kia có mấy cái dãy nhà chung cư, theo mình thấy là toàn là mấy cái căn hộ biệt thự rồi. Còn bên đây là chúng ta sẽ ngắm tàu biển. Một chút xíu thì đến khu vực đó thì chúng mình đây sẽ bay lên cam quay toàn cảnh đẹp ở đây cho quý chú xem nha. Nhớ đừng tôi xả nha, đừng ngổ qua khúc nào nha, rất là tuyệt vời luôn nha. Đặc biệt là những thước phim từ Lai Cam. Wow! Quá đẹp, quá tuyệt vời. Nếu như cô chú có thể tận mắt nhìn thực tế ở ngoài thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều trong cái thiết bị quay cù bóc của quốc gia miền Tây. Nó nhìn ở ngoài mà mắt thường rất là đẹp luôn. Đây một nơi không thể nào mà bỏ qua không review. Ở góc nhìn Lai Cam thì chúng ta thấy từ trên xuống rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn những hình ảnh ở phía dưới và kè khu vực ven biển. Quá đẹp luôn. Nơi đây là các bạn trẻ đến đây buổi chiều chụp ảnh rất là đẹp luôn. Nơi có cô chú đưa mấy cái đò này đi đâu vậy ta? Đò đấy đưa đi đâu vậy cô? Đi đây qua nhà đi chơi nè. Đi một vòng Vịnh Hạ Long đây ha. Dạ. Đi như vậy là bao nhiêu phút? 20 phút. Giá cả làm sao chờ cô? Hả? Bao nhiêu chút? Mỗi một người là bao nhiêu? Một người 150 đi được 20 phút dạo quanh Vịnh. Vâng. Dạ dạ. Nếu mà hai người thì bao nhiêu? Hai người 300. Dạ vâng vâng. Kìa bên kia là người ta, từng ta đi vào hay chú? Ta đi đã xong rồi, dạ dạ.
Bây giờ mình đây còn phải dạo một góc thành phố ở trong đây nữa, nên nếu mà có đi tham quan vịnh thì sẽ hẹn một clip khác nha. Rồi, cảm ơn cô nha. Đã còn con đi qua bên thành phố nữa. Và đây một khung cảnh rất là tuyệt vời, một kỳ quan của đất nước Việt Nam chúng ta. Phải nói là khi cô chú nhìn từ trên cao xuống vịnh Hạ Long, phải nói là rất là tuyệt vời luôn, không từ nào có thể diễn tả được. Vịnh Hạ Long là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ Tây của vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm vùng biển đảo của thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, và được công nhận là di sản thế giới UNESCO. Tổng diện tích của vịnh Hạ Long là khoảng là 1.553 km2, bao gồm là 1.969 hòn đảo lớn nhỏ. Phần lớn đảo ở đây là đảo đá voi cô chú, trong đó vùng lõi của vịnh có diện tích là 335 km2, quần tụ dày đặc 775 hòn đảo. Lịch sử kiến tạo địa chất đá voi của vịnh đã trải qua là khoảng 500 triệu năm với những hoàn cảnh cổ địa lý rất khác nhau. Ngày xưa ở khu vực bờ kè ven biển này thì người ta có một cái cảng cá, người ta gọi là chợ cá Hòn Gai. Bà con lên cá biển sau khi đánh bắt bán tại khu vực bờ kè này vào lúc rất là sớm, khoảng 2-3 giờ sáng gì đó. Phải nói là rất là tấp nập luôn, và hải sản thì tươi ngon giá rẻ, nhưng tình trạng vệ sinh, tình trạng vệ sinh rồi rác thải của ngư dân thải ra, nên thành phố họ đã cấm không có cho hoạt động cái chợ này nữa, đã dẹp cách đây 2 năm rồi. Chia tay khu vực của bà con ngư dân mang theo vịnh Hạ Long thì bây giờ mình đây sẽ đưa cô chú đến ngay trung tâm của trung tâm, một cái biểu tượng dòng xây rất là ấn tượng luôn của thành phố Hạ Long. Đó là những cái khối hình lập phương chất chồng lên nhau, phía trên cùng đó chính là cái đồng hồ, một cái đồng hồ về đêm rất là đẹp nha. Đây ở phía dưới là có cả đồng hồ điện tử ở phía dưới mặt của khối lập phương màu vàng đó. Bên này bị ngược nắng rồi. Bay hết không chịu đó. Anh Gốc anh đi một vòng cho chúng ta ngắm cái biểu tượng này. Và sau đó chúng ta sẽ thẳng tiến. Đoạn đường này thì không biết đưa bước chân miền Tây đến đâu, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi hướng vào đoạn đường này nha. Mấy nay mình cũng chưa đi đoạn đường này nữa. Về cảng cá. À, đoạn đường này đưa về chúng ta một nơi nữa, đó chính là chợ cá của Hạ Long, nơi mà các tàu ghe của bà con ngư dân sẽ lên cập bến vào lúc nửa đêm. Có lẽ là bước chân miền Tây sẽ gửi đến cô chú một clip, đó chính là chợ cá Hạ Long vào lúc nửa đêm. Hẹn vào một clip khác nha, cô chú nhớ đón xem.
Vico Hạ Long. Còn đây là chung cư nha. Ở đây thì chúng ta có thể rẽ sang khu vực của phường Cao Xanh, nơi có chợ cá. Chúng ta đã đến địa phận của phường Cao Xanh. Sau đây là một số hình ảnh của chợ Sa Tô thuộc khu vực đường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Cảnh chợ về chiều cho cô chú tham quan cảnh chợ Sa Tô của thành phố Hạ Long luôn. Đường đi vào không có tấp nập hay là xô bồ như các chợ du lịch, như là chợ Cái Dâm, chợ Hạ Long, thì chợ Sa Tô rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng khá là nhộn nhịp vào buổi sáng của cô chú địa phương ở đây. Đây là khu vực bên trong chợ Sa Tô nè bà con, rất là gọn. Thì có lẽ clip toàn cảnh của thành phố Hạ Long của quốc gia miền Tây sẽ kết thúc ở khu vực chợ Sa Tô. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem nha. Nếu hay thì để lại một like, một bình luận, một chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho quốc gia miền Tây. Tạm biệt và hẹn cô chú lại những clip khám phá vịnh Hạ Long tiếp theo của quốc gia miền Tây. Bye bye. Hết rồi.